Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các khách hàng của Hoàng Instore. Hôm nay mình lại quay lại và quay cái sản phẩm rất là hot, đình đám, đó là kem V7 Vạn Người Mê ha. Và phiên bản hộp vuông là phiên bản mới nhất hiện tại ạ. Một số bạn khi mà nói, tức là gọi cho mình hoặc là nhắn cho mình thì có hỏi rằng mua kem V7 ở nơi khác và cái hũ tròn thì hàng nhái hay là hàng chính hãng hả chị? Thì thực sự nếu mà hàng chính hãng thì nó sẽ có những cái để phân biệt nha cả nhà. Còn nếu như và mọi người mua những cái hộp kem mà mẫu tròn thì mình nói thực sự luôn là đa số sẽ dính phải hàng nhái, hàng đểu. Vì cái mẫu kem V7 vuông này nó đổi cũng khá lâu rồi và đổi tầm chắc cũng cả năm nay. Cho nên khi mà mọi người mua phải những cái hộp kem V7 mà hũ tròn, kem rất là lỏng, chảy nước thì mọi người nên cẩn thận. Và mình khuyên là khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm để chăm sóc da thì các bạn nên quan tâm đến chất lượng nhiều hơn là giá cả nha các bạn. Giá cả cũng rất là quan trọng, tuy nhiên các bạn nên quan tâm đến sản phẩm mà mình sẽ nhận được là cái gì. Đừng ham quá rẻ để khi mà mọi người mua phải rồi thì tìm mất tật mang. Tìm mất tật mang ở chỗ nào, đó là các bạn mất tiền mà cái sản phẩm đó lại không mang lại cái gì được cho các bạn, tức là không cải thiện được da mà ngược lại nó còn làm cho da của các bạn ngày càng tệ hơn, sạm nhiều hơn, nám nhiều hơn hoặc là nổi mụn nữa. Và mình đã gặp rất là nhiều khách hàng mua phải hàng dỏm rồi và họ sử dụng thì sau một thời gian da của họ rất là kinh khủng. Cho nên mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi mình mua một cái sản phẩm nào đó. Vì những cái sản phẩm mà chính hãng nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều trong quá trình phục hồi da. Vì những cái chất ở trong sản phẩm chính hãng thì nó được chiết xuất từ những cái thành phần rất là tốt cho cơ thể của mình. Còn những cái sản phẩm mà nhái dỏm trên thị trường dĩ nhiên nó pha trộn cái gì đó và nó bán cho mọi người vì mục đích nhằm lợi nhuận. Tức là khi nó bán hàng giá rẻ như vậy để nó thu tiền là mục đích chính, chứ không phải là mang lại cái hiệu quả gì cho da của mọi người cả. Và nó cũng chẳng cần uy tín, vì nó bán hàng dỏm mà cần gì uy tín. Do đó khi mà bán hàng dỏm ra thị trường là chủ yếu mục đích cuối cùng của tụi nó là để thu về lợi nhuận thôi. Do đó mọi người cẩn thận vấn đề này. Và mình xin giới thiệu cái sản phẩm V7 hàng mới nhất, hộp vuông nha cả nhà nha. Và mình tiếp tục lại quay rất là sát, rất là cụ thể, rất rõ cho mọi người có thể nhìn thấy. Và đây là một cái hộp thiết rất là nặng. Và trên tay mình đây là kem V7 hũ lớn, hũ lớn nha, 50ml. Và đây là cái chỗ cái tem, lát mình sẽ giúp cho mọi người check hàng chính hãng từ cái tem này. Đát của sản phẩm sẽ được in ở trên vỏ hộp cũng như là ở trên hũ kem nha. Ở đây là trên vỏ hộp và nó ghi rất là rõ ngày sản xuất là ngày nào và năm sử dụng luôn là ngày 13 tháng 10 2022, sẽ hết hạn sử dụng ạ. Và sản phẩm này rất là mới ha, được sản xuất vào năm 2019, rất là mới. Và trong cái sản phẩm mình mở ra thì đầu tiên mọi người sẽ nhận được một cái tờ rơi. Trên tờ rơi sản phẩm nó sẽ hướng dẫn cách mọi người có thể soi cái tem luôn. Cái tem ở trên sản phẩm lúc nãy mình vừa chỉ cho mọi người đó. Đây, cái phần dấu cộng này. Thì lát mình sẽ chỉ mọi người soi cái tem này nha. Đồng thời sẽ ghi trên sản phẩm là gồm có những cái vitamin nào luôn. Đó, vitamin A nè, B3, B5, C, E, F, H, rất là tốt cho da của mọi người trong quá trình phục hồi da ha. Và đây là cái hũ kem V7 ở bên trong. Mọi người có thể nhìn thấy cái hũ nó rất là đẹp. Ở trên hũ thì có tem của công ty và trên tem cũng có chữ luôn ha, được dán rất là cẩn thận từ nắp hộp cho đến lan xuống cái hũ luôn nè. Và đây là hộp kem V7 hàng chính hãng ha. Mình đang quay rất là rõ, rất là sát, rất là cụ thể cho mọi người luôn nha. Và hiện tại mọi người có thể thấy rất là nhiều cạc của mình để xung quanh, vì lý do là có rất là nhiều shop khác ăn cắp clip của mình, dù họ bán hàng không chính hãng, tức là họ bán hàng nhái, hàng đẻo, nhưng mà vẫn đao clip của mình về và quảng cáo y như là của họ vậy. Cho nên mọi người cẩn thận khi muốn mua hàng thì lưu ý hai cái shop, hai cái số điện thoại này mới là hai số của shop mình nha. Còn tất cả những cái số khác thì không phải, mọi người nên cẩn trọng điều này.
và những cái shop mà ăn cắp clip thì thường nó không có hàng sẵn đâu, cho nên nó mới ăn cắp clip của mình. Còn bên shop của mình là hàng về rất là nhiều và bên mình có hàng sẵn đầy đủ cho khách hết, chứ không phải là ăn cắp clip hay là lấy hình ở những cái shop khác. Cho nên mọi người cẩn thận vấn đề này, những cái shop mà không có hàng sẵn thì thường nó sẽ ăn cắp clip của một cái shop khác và nó sẽ đề tên shop của nó, cho nên mọi người cẩn thận nha. Và đây là mình tự quay sản phẩm của mình có sẵn. Và dưới cái hộp kem bao giờ cũng có một cái chiếc muỗng múc kem ha. Và tất cả các sản phẩm của Hàn Quốc thì mọi người để ý là những cái kem xịn á, đa số đều có những cái chiếc muỗng như thế này để có thể múc kem. Vì Hàn Quốc họ không sử dụng tay để quệt kem đâu mọi người. Và khi múc bằng những chiếc muỗng này thì nó rất là vệ sinh, đồng thời là bảo vệ kem của chúng ta sẽ không bị hư ha. Vì tay của chúng ta nó có rất là nhiều vi khuẩn ở trên đó, cho nên nếu mọi người dùng tay mà chúng ta lấy kem trực tiếp thì sẽ làm cho sản phẩm của chúng ta dễ bị hư á, dễ bị oxy hóa. Cho nên họ thường tặng chúng ta một cái chiếc muỗng múc kem rất là xịn ở bên trong ha. Và hộp sản phẩm cực kỳ là đẹp luôn. Các bạn mua để tặng cho người khác cũng rất là sang trọng ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách để mọi người soi cái tem này. Đầu tiên thì mình sẽ chúng ta sẽ vào cái phần là quay clip chụp hình đó mọi người, máy ảnh nè. Sau đó chúng ta bật flash lên. Đó. Mọi người sẽ bật flash, sau đó chúng ta sẽ quay soi. Chưa có flash. Mọi người đợi mình xíu. Đây, bật đèn flash của điện thoại á. Sau đó chúng ta sẽ soi vào cái đó, mọi người sẽ thấy là cái dấu cộng nó đã xuất hiện ở trên cái phần màu cam không? Nè, khi mọi người soi vào thì lập tức cái dấu cộng nó sẽ xuất hiện ở trên cái phần tem màu cam này. Và đây là cái cách để chúng ta biết đây là hàng chính hãng nha mọi người. Đó, cái dấu cộng nè. Khi mọi người soi đèn flash vào thì lập tức nó sẽ ra cái hình dấu cộng ở cái chỗ cái phần màu cái màu cam này. Và đây là hàng chính hãng nha. Rồi. Cái cách soi rất là dễ đúng không? Mọi người bật đèn flash và soi vào dấu cộng thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái dấu cộng hình rất là sáng, rất là đẹp ở trên đó. Rất là dễ đúng không? Và bây giờ mình sẽ nói sơ về những cái công dụng của kem V7 cho mọi người ha. Và thông thường mình sẽ không đọc được tất cả, cho nên những cái gì mình ghi thì mình sẽ ghi ở bên dưới cái bài quảng cáo này. Mọi người có thể kéo xuống để đọc giúp mình nha. Kem V7 Tonight Slide là dưỡng trắng da và công nhận là cái dòng kem dưỡng trắng sâu có rất là nhiều vitamin, lại có thành phần HA cấp ẩm là tác nhân chính giúp cho da căng bóng sau một đêm. Và đặc biệt chất kem mềm mịn có chứa kem làm trắng da ngay tức thì mà còn lại trắng tự nhiên nữa. Kem V7 này khi mọi người thoa lên da thì lập tức trên da của các bạn sẽ có một cái lớp bạch tông ngay sau khi chúng ta thoa ha. Và công dụng của sản phẩm là giúp tái tạo, phục hồi, giúp da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn, thu nhỏ và xé cái lỗ chân lông. Kem V7 Tonight Slide làm sáng da ngay lập tức, ngay sau khi sử dụng, làm giảm nhờn bóng cho da vào buổi sáng. Kem dưỡng da V7 còn làm mờ các vết tàn nhang, nám, đốm nâu, giúp da sáng và đều màu hơn, ngăn ngừa sự hình thành phát triển của mụn và các loại mụn thông thường như là mụn cá, mụn ẩn. Ngăn chặn quá trình tăng hắc sắc tố melamin, đây là một cái loại hắc sắc tố sẽ làm nám sạm tàn nhang đó mọi người. Và kem V7 nó sẽ hạn chế cái quá trình sản sinh hắc tố melamin ha. Và làm mờ các sắc tố gây nám sạm, đào đều, không đều màu cho da. Và cải thiện da ngày càng sáng và đều màu hơn ha. Cái kem V7 này thực sự là một cái sản phẩm rất là đình đám và rất là hot trong quá trình làm đều màu da nha cả nhà. Và nó chứa cái thành phần vitamin C rất là cao, do đó có khả năng phục hồi những cái sạm nám và những cái vết thâm do mụn để lại nha. Làn da của các bạn có thể sử dụng được kem V7 hay không thì các bạn có thể liên hệ với shop mình qua hai số điện thoại này nha. Và mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn có thể sử dụng được cái dòng kem V7 này được tốt nhất. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và hiện tại bên mình có sản phẩm hũ lớn cũng như hũ mini luôn nha. Hũ mini của bên mình thì 15ml và nó cũng được đóng trong cái hộp vuông y như hộp lớn như thế này, không khác gì cả.
mọi người nha. Và hiện tại để tránh mua phải hàng nhái, hàng dỏm trên thị trường thì mình khuyên là các bạn nên mua mẫu mới, đừng có tìm mẫu cũ hộp tròn nữa, vì cái mẫu đó bị nhái rất là nhiều và chất kem nó cũng không phải là chất kem như thế này đâu, nó rất là hôi và một số bạn đã nói với mình là nó chảy nước rất là ghê ạ. Mọi người nhớ có thể add Zalo của mình theo hai số này nha. Xin chào, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.